Chào các bạn, mình là Thủy Mang TV và hôm nay thì mình mới mua được cái lọ keo này các bạn nhé. Đây là lọ keo 888, cái lọ keo này đang rất là hot ở trên Shopee các bạn. Và về cái khả năng gọi là siêu dính các bạn, sẽ tiến hành test và review cho anh em xem về cái chất lượng của keo này như nào nhé. Nói chung là keo này thì nó có thể dán được cao su, dán gỗ các thứ nha các bạn. Nhưng mà đây thì mình sẽ tiến hành test thử dán cả trên sắt xem là nó sẽ như nào nha các bạn. Đây các bạn, đây là bên trong của lọ keo này. Đấy, lọ keo 502 thì thông thường nó chỉ đổ một nửa thôi nhưng mà lọ keo nó đầy các bạn. Dán nó ướp rất là nhiều lần so với 502 mà. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành thử dán trên sắt nhá. Theo mình cảm nhận thì keo này nó đặc hơn keo 502 nha các bạn. Đó. Mình nhỏ đây và cảm giác nó đặc hơn keo 502 nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chờ đợi xem là bao nhiêu lâu thì nó sẽ khô nha các bạn. Keo này thì khoảng bắt đầu khô rồi các bạn ạ. Nó tầm khoảng mấy giây thôi. Mấy giây thôi nó bắt đầu khô rồi. Nhưng mà nhà sản xuất họ bảo là cái đạt độ cứng tốt nhất là tầm khoảng 8 tiếng các bạn. Nhưng mà mình nhỏ tầm khoảng mấy giây là nó cứng được các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn này. Tí nữa thì mình sẽ tiến hành ra ngoài kia và buộc dây vào và treo thử xem là nó có thể chịu được cái lực là kéo là bao nhiêu kg nha các bạn. Đấy. Cái mũi keo các bạn nhìn cảm giác là nó rất là chắc các bạn, nó không có bị trắng trắng như là 502 các bạn. 502 các bạn nhỏ nhiều nhiều nó sẽ có những cái hiện tượng gọi là trắng hình khói các bạn. Nó bám như là cái này thì không các bạn. Đấy, cái này nó kiểu như dạng là sệt sệt và nhỏ vào phát là nó cứng luôn. Đấy, đây là mình đang test trên kim loại nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành ra buộc dây vào xem là nó sẽ như nào nha các bạn.